Here comes the danger up in this club. When we get started, then we ain't gonna stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Time to turn it out till I can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hello các bạn, và lâu lắm rồi chúng ta chưa được gặp nhau. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái mắt của YouTuber tên là AKT GMR Red. Tên khó đọc thế. Rồi, thì đây là giao diện của cái mắt này. Nó là một cái mắt solo headshot, tức là bắn vào người sẽ không ra đam nhá. Và ở đây có một số thứ rất là hay để tôi sẽ chỉ cho các bạn. Rồi, thì ở đây có một cái nút nguồn màu xanh, các bạn ấn vào. Ở đây sẽ là quần áo nhá. Ở đây có rất nhiều những cái quần áo tử chiến, có đến 60 bộ, tha hồ mà lựa chọn. Những bạn nào mà nick nghèo quá hay là không có quần áo thì có thể vào đây nhá. Đây, từ từ để tôi quay con nhân vật ra cho bạn xem này. Ok, từ từ. Quay sang bên nào nhỉ? Đây, bên này đi. Ok, rồi. Thì có rất nhiều bộ quần áo nhá, như kiểu là mặt lạ cỏ này, mấy cái bộ mà chuyên tử chiến đấy các bạn, tha hồ lựa chọn luôn. Ok, năm nay là tôi 22 tuổi, tôi sẽ chọn bộ số 22. Ai? Hakai, bộ này của Hakai. Ngoài ra cái map này còn có cả súng nữa nhá, để các bạn tha hồ lựa chọn. Thì mình thì không cần súng cho lắm. Đó, mình có rất nhiều súng rồi nên là thôi, mình chọn tạm cái bộ quần áo thôi. Còn đây sẽ là giao diện để mua súng nhá. Ok, mua bom keo súng này. Rồi, và cái giao diện này là giao diện của nắm đấm nhá. Tôi thì tôi không thích dùng nắm đấm cho lắm bởi vì nó bị lắc máy ấy. Đây là tôi không dùng. Ok, thì hôm nay chơi với thằng em Hùng lâu lắm rồi chưa gặp thằng em Hùng. Hùng ơi, mày chọn bộ gì ấy? Hello anh, em là chọn một bộ bộ này em không biết là gì nhỉ. Đó, này... ra anh xem nào. Nhìn phát là anh phải xem. Ui, anh em mày mặc giống nhau này. Giống anh à? Nhưng nhìn, mà mày có nhìn thấy skin súng anh không? Em không, anh có nhìn thấy skin súng em không? Có. Đẹp không? Đẹp. Bây giờ cái map này nó là solo headshot thôi. Bắn vào người không ra đam đây. Đấy. Hiểu chưa? Hiểu. Chơi luôn nhỉ? Chơi luôn đi. Ok, tập trung bắn nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Ui. Nhảy như kỳ. Mày bắn lục bạc đi. Ok. Có trình thì bắn được bạc. Có trình. Còn nếu mà sợ ấy thì đi về. Em sao mà về được, anh sao mà về được. Trời lâu lắm ấy, anh không làm YouTube nên là anh cũng không biết nói gì. Nên là có gì mày nói cùng anh nhá. Do okay, làm YouTube em hơi bị công nghiệp. Được bạc nhá. Ok. Giờ đây. Ui sao bắn. À quên, bắn mọi người trúng người không có đam. A few minutes later. Chuẩn nhưng mà toàn trúng đít anh không à. Ra đây. Được chưa? Ôi! Được chưa? Đang hên. Như thế đã được chưa? Các bạn xem video nếu thấy hay thì cho xin một like nhé. Cảm ơn các bạn. Làm tiếp một round lục bạc nữa. Rồi anh em chuyển qua sòng hùng. Ok. Uầy, cái map này cực kỳ mượt luôn nhá. Đúng đấy, solo này mới gọi là solo này. Tôi bắn như này gọi tâm bộ gọi là bàn thờ các bạn ạ. Bằng thờ của em này, gạc em là phải đi. Đây nè. Thao tác thì chậm như rùa ấy. Ôi, thao tác em mà chậm như rùa, tay em bấn nhanh hơn cả hacker đủ phẩm. Anh nghe sao ta? Hay đấy. Bây giờ này, bắn quả sầu gan đi. Nói thật là anh... 142M1857 anh ơi. 1857 thì nói thật là giờ mấy cái khẩu súng như bạc ác chỉnh lắm rồi. Được, anh đợi em tí. Ra đây, thằng nhóc ra đây. Em vừa mua súng xong, Mày làm em tao hơi lâu đấy. Chấp anh. Ra đây.
Bây giờ anh mà thi mấy cái giải thử chiến ấy, anh chỉ có bá thôi. Này, đây, đây, đây. Một viên ở trại tu tập quân liên, trại tu tập quân liên. Má, này, rất lòng vòng, rất lòng vòng. Lòng vòng gì anh? Cái này nó là bắn vào đầu nên là cần sự chuẩn xác em ạ, à, đừng có bắn bừa. Thì em cứ quan sát bừa anh. Quan sát đâu cần chuẩn xác đâu mà, chậm cái là anh bắn chết liền. Thôi bây giờ tôi bắn chậm lại mà kỹ nhá. Ui rồi, đam lẻ kìa. Ui thằng em dễ lắm. Một viên này lốp. Ui ui hai ta nhơn. Mày biết tại sao anh 3 triệu sub chưa? Em biết ạ. Biết chưa? Em biết ạ. Ờ hay nhỉ. Đấy, được. Tiếp tục này, một dao lục bạc nữa này. Được chưa? Rồi. Khẳng định tên tuổi luôn. Nếu mà anh có tham gia một cái giải thử chiến ấy, anh chỉ sợ là anh hút ít giải thôi. Bắt đầu này. Thế thì em phải cho lục, anh lục bạc mà. Ai nhân lục bạc nhỉ? Thế em xin. Xin cái đầu. Sao mà đỡ? Sao đã được? Ơ đầu liền. Ăn hên. Em vanh rồi. Ui lâu chơi kiểu vui phết nhở? Đúng rồi anh ạ, lâu bắn vài chung lại vui đấy. Nhưng mà kỹ năng anh sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Anh đứng lại. Nhưng mà ai thắng? Anh thắng. Sao em lại thất bại nhỉ? Trời ơi. Nói chung ấy, luyện tập lại đi em ạ. À. Giờ muốn làm YouTube ấy là phải có kỹ năng, em hiểu không? Đúng rồi. Anh Đức, cái gì? Em không có phục. Đúng rồi, coi như là anh em chưa quen map. Ok, bây giờ làm lại này, tập trung bắn nhá, không nói chuyện này. Ok, nếu thua một round không phục thì thua 2-3 round mới phục. Bây giờ anh mày coi như kẻ thù, được chưa? Thế cho okay, sung bắn nó sướng, phun được bạc nhá. Ok, vào. Here comes a danger up in this club. When we get started, then we ain't gonna stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell 'em turn it out till I can't no more. It's gonna stay shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Được chưa thằng em? Hẹn yes. Anh một ngày không gần không xa. Ok, một ngày. Và nếu các bạn thích cái map này thì mình sẽ để ở dưới bình luận nha. Và clip của mình đến đây kết thúc rồi. Và nếu bạn thấy hay cho xin một like nhé. Cảm ơn các bạn. Ok, bye bye.